Dạ, mến chào các cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Em là Hiếu ở phường Thế An, quận Ngũ Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại em là 0988166558 ạ. Cảm ơn các cô chú ủng hộ em thời gian vừa qua. Hôm nay em có một số cây về giao lưu với cô chú anh chị như là lựu Thái Lan, lựu Ấn Độ, cherry Suminam, quýt đường, mận, nho thần gỗ, tứ quý, lá nhỏ, lá lớn, cà Mỹ. Dạ. Là không là mất thời gian vô cây số 1 quá. Cây số 1 là cây quýt đường. Cây có chiều cao là 1m05. Tán rộng là 50, cây cho trái rất nhiều ạ. Hoành là 6. Dạ, cây có giá 450.000 bao ship toàn quốc ạ. Cây số 1. Cây số 2. Cây số 2 là cây lựu Thái Lan, loại cây trái to ăn quả được ạ. Cây cũng đang quả nhiều ạ. Cây có chiều cao là 1m6. Tán rộng là 70. Hoành là hụt 6 một chút. Và cây có giá 500.000 bao ship toàn quốc ạ. Cây lựu Thái Lan, cây lên số mã số 2 ạ. Mã số 3 là cây cherry Garcin. Cherry Garcin là cây gần có trái, ở đẳng có cây có trái mà quên em về. Cây có chiều cao là 90. Tán rộng là 80. Hoành thân là 7. Cây có giá 400.000 bao ship toàn quốc ạ. Cây cherry Garcin, cây thì mã số 3. Mã số 4. Mã số 4 là cây Sigo ạ. Cây Sigo đang ra hoa rất nhiều ạ. Cây một cốt ạ. Cây có chiều cao là khoảng 1m4. Tán rộng là 80. Hoành thân là 8. Cây có giá 800.000 bao ship toàn quốc ạ. Mã số 5. Mã số 5 là cây quýt đường ạ. Cây cũng đang trái nhiều ạ. Cây có chiều cao là 97. Tán rộng là 47. Hoành là gần 6 à. Cây có giá 450.000 bao ship toàn quốc. Cây số 6. Cây số 6 là cây cherry Suminam ạ. Cây có chiều cao là 1m2. Tán rộng là 80. Hoành thân chỗ này là 7. Dạ, cây có giá là 650.000 bao ship toàn quốc ạ. Cây số mấy này phê? Cây số 7. Cây số 7 là cây nho thân gỗ tứ quý ạ. Cây đang hoa. Cây càng đang hoa đang lú nhú nhú rồi đây. Đây đâm mục nè, hoa nè. Đây trên đây.
Cây có chiều cao là 1m2, tán rộng là 65, hoành là 6 à. Cây có giá 750.000 bao ship toàn quốc ạ. Mã số 8 cũng là tre ghi Suminam ạ. Cây đang hoa đang trái rất nhiều. Cây có chiều cao là 1m3, tán rộng là 60, hoành thân là 6. Cây có giá là 650.000 bao ship toàn quốc. Mã số 8. Mã số 9 là nho thân gỗ tứ quý ạ. Cây lá loại lá nhỏ. Cây có chiều cao là 1m4, tán rộng là 65, hoành thân là 9. Cây có giá 900.000 bao ship toàn quốc ạ. Mã số 10. Mã số 10 cũng là cây quýt đường đó. Cây cũng đang quả nhiều ạ. Cây có chiều cao là 1m, tán rộng là 50, hoành thân là 7. Cây có giá 450.000 bao ship toàn quốc ạ. Đây là mã số 11. Số 11 là cây vú sữa màu trắng. Cây này đã mang quả một lần rồi. Cây này cũng dài cây rồi. Cây này đem về trồng lại gì đẹp. Cây có chiều cao là 1m, tán rộng là 70, hoành thân là 16. Cây có giá 700.000 bao ship toàn quốc. Mã số 11 ạ. Mã số 12. Mã số 12 là cây thanh trà. Cây thanh trà trái màu vàng vàng. Cây có chiều cao là 1m, tán rộng là 45. Cây này cũng nuôi mấy tháng. Đo chỗ nhỏ này là 5. Khúc dưới đây bự hơn. Khúc đây tới 8 thôi. Cây có giá 300.000 bao ship toàn quốc. Cây số 13. Cây số 13 là cây lụ Thái Lan. Lụ loại quả to ăn quả được ạ. Cái này lỗ quá to chứ không phải là loại lụ lê. Cây có chiều cao là 1m3, tán rộng là 40, hoành thân là 6. Cây có giá 500.000 bao ship toàn quốc. Mã số 14 cũng là lụ. Lụ Thái Lan. Cây có chiều cao là 1m5, tán rộng là 40, hoành thân là 7. Cây có giá 500.000 bao ship toàn quốc. Mã số 15. 15 là cây nho thân gỗ tứ quý lá nhỏ.
cây có chiều cao là 1m25, tán rộng là 70. Hoành thân là 9. Cây có giá 900 ngàn bao ship toàn quốc à. 16. 16 cũng là cây nho thân gỗ tứ quý lá nhỏ. Cây có chiều cao là 1m4. Tán rộng là 75. Hoành thân là 10. Cây có giá 900 ngàn bao ship toàn quốc. Cây mã số 17. 17 là cây lụ Ấn Độ ạ. 17 là cây lụ Ấn Độ. Cây có chiều cao là 1m4. Cây này làm tán đẹp lắm ạ. Quanh ủa đi chiều ngang là 65. Khúc dưới đây bự lắm. Khúc đây rất là to. Quanh thân chỗ này là 9. Cây có giá 1,5 triệu bao ship toàn quốc ạ. Mã số 15. 15 là cây vú sữa hoàng kim ạ. Cây có chiều cao là 1m4 đi. Tán rộng là 45. Hoành thân chỗ này là 6. Cây có giá 400 ngàn bao ship toàn quốc ạ. 16. 16 là cây cam Mỹ. Cây có chiều cao là 50. Tán rộng chỗ này là 40. Bình thân này nhỏ xíu à. 4 à. Cây có giá 350 ngàn bao ship toàn quốc cam Mỹ. Cái nó mười mấy à. Sao 17. Cây số 17. Cây 17 cũng là cây cam Mỹ luôn ạ. Cây có chiều cao là 1m. Tán rộng chỗ này là 40. Hoành thân chỗ này là 6. Cây có giá 400 ngàn bao ship toàn quốc ạ. Cây số 17. Cây số 18. Cây số 18 cũng là cây cuối clip ạ. Cây có chiều cao là 80. Ủa còn 10. Cây 18. 80. Tán rộng là 50. Hoành chỗ này là gần 6 à. Cây có giá 40 ngàn bao ship toàn quốc à. Cây số 18. Cây số 19. Cây số 19 là có chiều cao là 1m37. Cây mặn hồng đào đá. Cây đang hoa cái chiều ạ. Wow, hoa đầy cây hết. Rồi, cái tán rộng là 45. Cây này nó thần nè. Quỳnh thân chỗ này là 16. Cây có giá 900 ngàn bao ship toàn quốc. Cây sản phẩm 19. Còn cây mã số 20. Mã số 20 là cây điều màu đỏ. Cây điều màu đỏ còn mấy cây nữa. Cây này chưa gì là chưa làm bầu được. Cây có chiều cao là khoảng 3m. Nữa cắt khúc trên bỏ. Cắt còn 3m. Cây này khoảng 4m, cắt còn 3m. Hoành thân chỗ này là 49. Cây có giá là 3 triệu. Bao ship 200 cây số ạ. Cây mã số 20 ạ. Cây điều này em còn mấy cây màu đỏ nữa. Giờ đây cũng là cây cuối clip ạ. Là cảm ơn các cô chú anh chị đã
ủng hộ em thời gian vừa qua. Số điện thoại em là 0988 166 558 ạ. Em ở thành phố Cần Thơ ạ.